Tôi đã về nhà. Xin chào các bạn. Ngày hôm qua đã xảy ra một cái vấn đề, khi sau khi mình up vlog xong thì nó bị YouTube gỡ xuống vì lý do là mình bị liên quan đến cái gì đấy, sách và khỏa thân. Khỏa thân thì mình thấy là cởi trần, mấy anh em cởi trần đi biển, đi chơi, đi bơi là vấn đề bình thường. Và nó là tất cả YouTube làm như thế, không phải có mỗi mình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình đã cố di chuyển những cái mà nó hoạt động mà nó liên quan, kiểu để nó bị sách quá, những cái lời nói liên quan nó bị sách quá. Đấy, mình đã cố gạt nó đi hết rồi. Thì ok, thế thôi. Mong là các bạn sẽ tận hưởng cái vlog này, bởi vì đây là một cái vlog rất là hay và có ý nghĩa với mình. Cảm ơn cả các bạn. You told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. Ta cũng không lại đội của nó bắn. Họ toàn là châu bò. Đội mũ vào ra hẳn ra bắn. Rất là mất thời gian nhé. Rất là mất thời gian. Gọi mình. Đáng bị outplay. Bây giờ thì đến là con chó Đức. Chó Đức này nó không tin, nó cứ, mình cứ thực ra mình cũng cợt nhả với nó là mình cho nó biết là mình nửa về nửa đùa, nửa đùa nửa không ấy. Thằng chó này gáy mà biết rồi, biết chưa? Biết đọc ra cái gì rồi. Đấy, cái gì này quên mất, phải lên chào bác sĩ. Lên chào á, rồi đưa anh đi yêu đi. Mẹ mày nằm gọn vào đây. Nằm gọn vào đây. Năm kiểu lưng đi banh trướng ấy. Cái gì? Về bao lâu cái gì? Cái gì? Đi đang nằm xuống ấy. Về bao lâu đấy là như nào? Vừa ai biết nào, ai biết nào? Chưa biết cả. Đây là bình gôn của mình nhá các bạn nhá, đây là anh bình gôn của mình. Mình trốn chạy nhá. Nguyễn Văn Cương, sư đoàn bao nhiêu nhá? Trốn chạy, phát điện trốn chạy nhá. À, đi con mẹ. Chó Điện Biên này. Nguyễn Văn Cương, sư đoàn 3. Lúc ấy mấy anh em đi chơi xong kịp tệ, nó phải trốn mấy anh em ạ. Nghĩa là phải trốn ra này, mấy anh em được đi lượn làm bắt phở với nhau. Ngáo ngơ đéo chịu được. Mày quay gì đấy? Tao tin tao. Này em xin lỗi anh. Tao thật cả mày nhá, ở đây nhá, đi mày bọn tao toàn đời thực người thật thôi. Toàn dù công lông dân trên đất thôi. Vâng. Mày không phải là quay video không để mày review gì biết không? Hiểu không? Vâng. Không được xấu đi, không được rồi, ai gõ cửa kia? Không có người gõ cửa. Quay ra gõ cửa. Xin chào. Ở đây. Rapper Trần Nguyên Diệp.
mấy anh em chuẩn bị lên đường đi chơi Hạ Long các bạn ạ. Quay rất là tự nhiên luôn vậy. Phở này có cả cứt đấy. Đúng. Cho mồm lè lưỡi ra đỡ chưa? Vào luôn anh. Em vào luôn thôi. Ở đây. Em cứ ở dưới đây. Gần đi. Mình vào chứ. Mình anh đem con bổ trợ à? Ông này mạnh ra đây. Chị ẻo. Rồi vào đây. Đấy chị bé. Vào đi móc. Ơ ờ, sao không được? Sao không được ấy? Không mấy em không được. Mấy đây? Không có một tầng anh. Vừa rồi xong. Bye bye. Đẹp trăm rồi. 601. Oh. So horny. Từ từ ra lo bật điện đi. Bắt đầu đéo có được điện thế này. Bật cái này lên. Bật hết rồi. Bật rồi. Thôi mày thử. Kiểu nó bắt mình vào sớm nhưng mà nó không cho mình dùng điện ấy. Đồ mùi ấy. Đây, cái này có điện rồi. Insert key for power. Hay mà ấn. Ui, khó nè. Đéo thuyết phục mình ơi. Được rồi. Đéo thuyết phục. Đéo thuyết phục. Doanh nhân này ngồi kiểu này. Chờ từ lâu rồi mình nữa. Doanh nhân Thái Công à? Dạ. Ui, khốn mẹ. Mình ơi, lùi ra một tí. Mắt thôi nhá. Ờ, để cái mắt mày ấy không. Thấy con mẹ mà cả nguyên cái avatar Facebook mày ấy ngồi. Nguyên đúng cái avatar Facebook tròn mày luôn. Mẹ này đâu, cái này là để cái kredit lúc gặp nhau mà. Kredit lúc gặp nhau. Ơ, nhưng mày biết là lúc mà ừ. Anh Phát. Hello. Chiêu vậy rồi. Một tí về ra lấy. Mấy em phải giống Châu Long nếu không được mang vào mấy em ạ. Rồi, ok. Được chưa? Nhớ vị trí chưa? Không một ai nhá. Kệ đại không một ai à? Ui. Giải thích đơn giản là mấy thằng cầm bóng ở dưới bờ, à dưới nước thì phải đem bóng lên bờ, mấy những thằng cầm bóng trên bờ phải đem bóng xuống nước. Đấy, bây giờ xem mấy anh em thi đấu nha. Đang màn chiến thuật rất căng thẳng. Three, two, one, go! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh.
Cái lồn gì? Cứ quay gần thôi. Đi. Gần. Chạy đánh ghê. Tinh Niu ơi. Ơ nhiều ấy. Con lợn này. Nhiều ấy. Nhiều quá. Nhiều. Đâu. My fire, the one desire. Believe when you I say I want it that way. Tell me why I ain't nothing but a Đạp này còn mệt hơn đi khẩn mãi. Chúc cả nhà mình một kỳ nghỉ du lịch vui vẻ. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Cả nhà mình ơi, kêu một cái chụp anh nha. Tiếp anh ơi. Chúc nhà mình có một chuyến du lịch vui vẻ ạ. Lồn. Xin chào. Cảm ơn tất cả bạn đã xem vlog. Mong là các bạn đã có một khoảng thời gian xem khoảng thời gian xem vlog vui vẻ. Quay lại mấy lần rồi. Thế nhưng mà nếu mà các bạn thấy video này hay, hãy để lại một nút khoái, một nút cứng và một nút vẩy khế. Nút vẩy khế là nút gì mình quên mẹ mất rồi. Nhưng mà nếu mà hay các bạn hãy comment bên dưới nhá, để cho mấy anh em ngồi đọc comment cho nó vui nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Và vlog này đã có khá nhiều cái vui rồi. Thế nên vlog sau tôi sẽ nói về những cái nó đang không vui, những cái mặt trái tôi đang phải trải nghiệm. Nhiều cái giờ hơi lắm nhá. Biết thế. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem vlog. Bye bye.